Đầu tiên thì cho phép Quang xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người, các anh chị cùng với các bạn đã luôn giúp đỡ cũng như là theo dõi kênh của Quang hoạt động trong suốt khoảng thời gian tầm 1 năm vừa qua. Hôm nay Quang làm clip này á, với cũng mong muốn là chia sẻ một niềm vui nho nhỏ. Tuy là nó nho nhỏ vậy chứ cũng đã đợi chờ nó cũng rất là lâu rồi. Từ lúc mà Quang bắt đầu bước chân vào mà xây dựng và phát triển kênh á, thì đến giờ cũng được tầm 1 năm rưỡi rồi, và cũng phải trải qua một quá trình rất là gian nan. Thì hôm nay thì gọi là Quang mới có được một cái thành quả đầu tiên của mình, đó chính là cái này nè mọi người, tên này nè. Mọi người có thấy rõ không? Đây chính là lá thư của Google AdSense á. Mà thực sự thì đối với những bạn mà làm về chuyên về làm YouTube hay là những hoạt động mà làm website kinh doanh trên nền tảng của Google á, thì Google AdSense là một gọi là một thứ rất là quan trọng và không thể thiếu để sau này mình có được nguồn thu nhập, thì tất cả cũng nhờ vào Google AdSense cả mọi người. Giờ Quang sẽ cùng chia sẻ cho mọi người cách mà Quang đã làm để mà lấy được cái lá thư của Google AdSense một cách gọi là dễ dàng nha mọi người. Thực sự thì cách này cũng đã có rất là nhiều kênh và nhiều anh chị và các bạn cũng đã chia sẻ rồi, và hôm nay thì Quang cũng làm một video clip cũng gọi là với mong muốn là chia sẻ lại thêm một ít cái kinh nghiệm mà Quang tích lũy được trong suốt khoảng thời gian tầm 2 năm rưỡi, gần 2 năm rưỡi bước chân vào làm YouTube. Hôm nay thì bác cũng xin phép chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Hy vọng là mọi người ai ai khi bước chân vào làm YouTube thì cũng sẽ đạt được yêu cầu đầu tiên của YouTube, chính là được xét duyệt làm chương trình, tham gia vào chương trình đối tác để có thể kiếm tiền trên YouTube. Và bước quan trọng thứ hai nữa chính là mình phải lấy được lá thư của Google AdSense về. Thì lúc đó thì mình mới chính thức trở thành một đối tác của YouTube. Sau khi mà tài khoản của mọi người được tầm 9 đến 10 đô á, thì trên cái thông báo của Gmail này, Gmail Google Payment sẽ gửi cái Gmail đến và thông báo là bạn cần phải xác minh danh tính của mình để nhận được thanh toán từ Google AdSense. Và tiếp theo là mình bước này rất là quan trọng nha mọi người, là mình phải xác minh được cái danh tính. Xác minh xong danh tính thì cũng coi như là được hoàn thành xong 98% rồi đó. Và tiếp tục thì mình vào cái trang chủ của Google AdSense nha. Và khi vào trong cái trang chủ này thì nó cũng sẽ hiện ra cái dòng chữ màu đỏ thông báo như trên này này, như trong hình đó mọi người. Thì nó yêu cầu là hãy xác minh danh tính của bạn. Và khi thấy cái này thì bạn cũng đừng có vội nha, đừng có vội xác minh nha, và phải chuẩn bị thêm giấy tờ cho đầy đủ đã. Và đối với mình, bản thân mình thì mình dùng cái giấy tờ tùy thân của mình là giấy chứng minh nhân dân này. Và trước khi bạn dùng chứng minh nhân dân thì nên dùng cái máy ảnh có độ phân giải tốt, là chụp hình mặt trước và mặt sau của chứng minh, rồi sau đó là lồng ghép hai cái ảnh đi lại thành một hình nha mọi người, ghép lại như trên hình của mình như vậy đó. Và sau khi ghép xong hình thì bây giờ bạn chuẩn bị xong hình rồi thì bạn vào phần cài đặt thanh toán này, Google AdSense. Vào trang chủ của Google AdSense này mọi người, vào phần thanh toán nha, quản lý tùy chọn cài đặt. Và trong cái phần hồ sơ thanh toán này thì đây, chúng ta sẽ bắt đầu lại, sẽ chỉnh sửa các dạng thông tin sao cho mà nó thật là khớp khớp nhất, giống y như đúc như là trong cái giấy tờ chứng minh nhân dân của mình vậy nha.
như trong chứng minh của mình này, dòng đầu phần tên là đã giống y với chứng minh nhân dân nha, tôi họ tên đầy đủ có dấu. Tiếp tục đến dòng địa chỉ thứ đầu tiên, dòng địa chỉ đầu tiên chính là cái phần nguyên quán đó nha mọi người, cũng đỡ ngay cái hàng đầu tiên luôn, đó là xã Mỹ Thành thôi. Xã Mỹ Thành, tiếp tục cái dòng địa chỉ thứ hai á thì cũng để giống y y chóc với chứng minh nhân dân vậy đó, không có sai khác gì cả. Huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, rồi tỉnh thành phố, thành phố này mọi người nhập đúng địa chỉ của thành phố vào luôn nha. Bình Định thì có thành phố là Quy Nhơn, tỉnh Bình Định luôn nha mọi người. Và phải đỡ sao cho mọi thông tin phải giống hệt y như là của trong cái giấy tờ tùy thân của mình. Ok, đây đây. Sau khi mà đã nhập đầy đủ thông tin giống y như là cái chứng minh nhân dân của mình rồi á thì mình tiến hành mình bấm lưu lại này. Và click vào cái chữ xác minh ngay nha mọi người. Sau đó mình up cái hình ảnh đã chuẩn bị từ trước đó lên và mình đợi trong vòng khoảng từ gần chưa tới 24 tiếng là sẽ có thông báo thành công rồi. Đây nha mọi người. Khi bạn click vào click vào nút xác minh nó sẽ hiện ra cái như hình bên dưới này. Yêu cầu Trần Lê Quang, nơi tên của mình, dòng địa chỉ 1, dòng địa chỉ 2, thành phố Bình Định và mã bưu chính này. Và bạn phải phải lưu ý là phải ghi thông tin thật là chính xác với lại chứng minh thư nha. Chứng minh thư có dòng 1, dòng địa chỉ 1 là phía trên này, dòng địa chỉ 2 phía dưới này. Và mã bưu điện này mình có thể mình tra ở trong cái mã zip code ở trên mạng, hoặc là an toàn hơn thì các bạn có thể đến trực tiếp với bưu điện của mình và bạn hỏi bưu tá xem mã bưu điện là như thế nào nhé. Theo mình thấy thì mã 5 số hay là 6 số đều dùng được như nhau cả, thư đều về cả. Thì sau khi bạn tải cái hình đã chuẩn bị xong lên và bấm nút gửi này, click vào nút gửi này. Sau khi gửi xong rồi thì nó sẽ hiện ra đó, bạn quá trình này có thể mất mất một vài ngày, chúng tôi sẽ gửi email thông báo kết quả cho bạn và cứ thế là bạn đợi thôi. Như của mình là xác minh là đợi trong khoảng tầm 14 tiếng đồng hồ là được à. Như mình là sau khi mình đợi được, như mình đợi được đâu cũng tầm 10 tiếng thôi, gửi tối hôm trước và đến sáng sớm hôm sau là nhận được cái thông báo xác minh thành công. Google Adsense đâu ta, đây mình gửi vào lúc 5:23 phút ngày 17 tháng 6 này và đến 8:58 phút ngày 18 tháng 6, cũng tầm 14 tiếng thôi và nhận được thư thông báo xác minh danh tính thành công của Google Adsense. Và mình tiến hành mình thiết lập cái khoản thanh toán của rồi xong xong thế là xác minh danh tính xong nha mọi người. Tiếp tục là đến cái phần thứ hai, và sau khi xác minh danh tính thành công rồi đó thì đợi khoảng vài ngày, đợi khoảng một ngày là nó sẽ có gửi về thông báo tiếp tục nữa là hãy xác minh địa chỉ của bạn như cho hình đó mọi người. Thanh toán của bạn đang hiện đang bị giữ do bạn chưa xác minh được địa chỉ của mình này, và công việc cần làm là mình phải xác minh cái địa chỉ thanh toán bằng cái mã PIN của Google Adsense. Trước khi mà các bạn yêu cầu gửi thư á, thì phải vào phần quản lý cài đặt thanh toán và sửa lại một chút xíu nha.
sửa lại như trên hình này, tên xã, còn bạn thêm vào cái số điện thoại của bạn ngay ở cái dòng địa chỉ thư đầu tiên luôn nha, để mà khi mà cái lá thư về thì có thể là những người bưu tá nó hoặc có lương tâm họ sẽ gọi phone ngay vào số điện thoại cho bạn và bạn sẽ nhận được nó ngay và luôn luôn. Rồi thì mình cũng đã chia sẻ xong những cái một chút cái kinh nghiệm của mình về việc xác minh danh tính của Google AdSense cũng như là lấy cái lá thư của Google AdSense sao cho nó về tận nhà cho mọi người luôn. Hy vọng những chia sẻ này hữu ích cho các bạn. Nếu cảm thấy hay thì mọi người đừng quên nhấn nhấn like, share và đăng ký ủng hộ giúp cho kênh mình ngày càng phát triển thêm nữa nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào tạm biệt tất cả mọi người nhé.